Hello, chào toàn thể anh em đam mê nhé. Đấy thì chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Hoàng Anh nha. Đấy thì ngày hôm nay thì là em có một clip đấy, xả kho đấy, súng Kondo giá 4 triệu nha các nhé. Thì cũng có mấy cây FX Q3 lỗ cũng như Q sói và Q K2 thì em sẽ giới thiệu luôn cấu hình cho các bác. Đấy và cây Kondo U. Đấy thì ngày hôm nay thì em có làm cái súng Kondo này. Đấy, xả kho 4 triệu, đấy xả Tết, xả hàng Tết cho anh em, phục vụ anh em chơi Tết này. Giá 4 triệu. Đó. Thì là Kondo là đều là Kondo talon và Kondo thẳng dài nha các bác nhá. Đấy, đều là Kondo talon và Kondo thẳng dài. Đó, thì là một cây giá 4 triệu. Đấy, Kondo Z talon thì giá 4 triệu, còn cây thẳng dài và Z dài. Đấy, Z dài thì là 4 triệu. Đấy, còn Kondo thẳng dài em 4 triệu 2 các bác nhá. Đấy, ngày hôm nay thì giảm giá kịch sàn cho anh em. Đấy, xả kho để anh em chơi Tết này. Đó. Thì là đây là đều tất cả những cây này thì đều lắp ráp lên để gửi hàng đi cho khách. Đấy, đây là cây FXQ3 lỗ này. Đây là cây FXK2 này. Đấy, tổng đây có 13 cây. Và đây là cây Kondo U, 4 triệu 900 nghìn đồng cây Kondo U nhé. Đấy, cây này thì là cây quy sói, lắp báng gỗ liền khối. Đấy, lắp báng gỗ này, rất chi là đẹp, giá 7 triệu. Đấy, cây FXQ3 sói báng gỗ. Đó, thì ngày hôm nay thì là chủ yếu tập trung cho anh em báo giá thôi. Báo giá qua nhé các bác nhé. Đấy, cũng như là cấu hình. Đấy, cấu hình của cây Kondo thì là 4 triệu thì là Kondo khung vuông. Đấy, khung vuông này. Khung vuông này. Đấy, khung vuông như này nhá. Đấy, tổng ở đây có 13 cây lắp ráp lên để giả hàng khách đây. Đấy, làm video gửi cho anh em. Đấy là em cũng rất chi là bận. Đấy, hôm nay mới có thời gian làm cái clip gửi đến cho anh em, tranh thủ để tí nữa đóng hàng luôn để gửi đi cho khách. Đấy, phục vụ anh em chơi Tết. Đấy. Thì trước mắt anh em thì em cũng đã xếp như này thì anh em cũng hơi khó nhìn. Thì là tổng của nó thì là có hai cây thẳng dài. Đấy, hai cây thẳng dài em để ở bên dưới đây. Và 6 cây Kondo Z. Đấy, 6 cây Kondo Z. Đấy. Tổng có 13 cây không nhá. Đấy thì cũng chủ yếu báo giá cho anh em thôi. Đấy, cấu hình thì là một cây Z thì là đây em sẽ bỏ một cây Z này ra cho các bác nhìn. Đấy, Z talon, hạ ngắm, khung vuông xương cá này. Đấy, giá 4 triệu. 4 triệu đây. Kondo Z talon hạ ngắm khung vuông xương cá. Đấy, rất chi là đẹp. Giá 4 triệu hạ giá kịch sàn cho anh em. Đấy, phục vụ anh em một Tết. Đấy, cành TK Hồng Kông 14 inch bán đạn chỉ 5.5. Giảm thanh Sumo Phi 35 Phi 35 bị định tâm liền khối. Đấy, có 3 mảnh vỏ ma, khung thì là khung vuông xương cá XZ2023. Tay cầm thì tay cầm gỗ mun đuôi công hai mảnh, vân hoàn toàn vân tự nhiên, chống mối mòn cực kỳ là tốt. Đấy, van thì em đang sử dụng van Superwell. Đấy, van Z Superwell. Đó, van loại 1 trần xì là inox nhá các bác nhá. Bên em không bán hàng loại 2. Đấy, thời buổi công nghệ nó phát triển rồi. Anh em bảo là bán hàng không uy tín thì không thể nào bán được như này các bác nhá. Đấy, một ngày em lắp ráp rất chi là nhiều, anh em gọi có thể check uy tín thì anh em có thể gọi điện qua Zalo cho em. Đấy, check uy tín trực tiếp luôn. Đấy, không làm gì phải ngại cả. Đấy, gọi video xem hàng trực tiếp. Đấy, cho anh em yên tâm nhé. Đấy, ngày nào em cũng lắp ráp nên anh em cứ yên tâm. Đó, hàng thật, việc thật. Đó, thì là gửi xe nhé. Đấy, gửi xe nguyên khẩu. Đấy, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán nhà xe. Đấy, làm ăn nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán đúng hàng, thanh toán tiền nhà xe, còn không thôi. Đấy, anh em làm ăn thì nhanh gọn. Đấy, rất chi là hợp lý để trọn vẹn cho cả đôi bên các bác nhé. Đấy, làm sao anh em thuận mua vừa bán nhanh nhất có thể. Đấy, 4 triệu này. Kondo Z kính Discovery VTR 3-9x40 có hỗ trợ đèn hồng tâm bắn đêm. Đấy, kính Iraq có hỗ trợ đèn hồng tâm bắn đêm các bác nhé. Đó, một cây Kondo cấu hình tầm trung. Đấy, giá 4 triệu. Đấy, giảm giá kịch sàn cho anh em đây. Đấy, anh em mua hàng những máy lên alo cho em. Đấy, thì tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho anh em về cái Kondo thẳng dài thì em lấy 4 triệu 200 nghìn đồng nhé các bác nhé. Đấy, Kondo thẳng dài 4 triệu 200 nghìn đồng. Kondo Z vuông thì vẫn là 4 triệu. Đấy, Z dài vuông, Z dài cành 20 inch. Đấy, vẫn là 4 triệu nhé. Bán xả kho cho anh em, phục vụ anh em chơi Tết. Đấy, tiếp đến thì là một cây FXQ3 lỗ. Đấy, tiếp đến thì là một cây FXQ3 lỗ đây. Đấy, bình carbon, kính Discovery VTR, cành vẫn là cành TK Hồng Kông. Có lắp ráp test chuẩn luôn cho anh em, về tay chỉ vào cái bán thôi. Là giá 8 triệu 700 nghìn đồng. Đấy, 8 triệu 700 nghìn đồng nhé, cây FXQ3 lỗ. Đấy, hôm nay thì chưa làm được cho các bác cái mã. Đấy thì là không phải mã miếc gì, cho lâu ra. Đây là ánh trực tiếp luôn cho các bác đây. 8 triệu 700 nghìn đồng. Đấy, cành TK Hồng Kông 20 inch, bình carbon 0.5 của công ty Barak. Đấy, giảm thanh FX Edigun. Đấy, ôm cành chuyên dùng cho FX. Đấy, xả kho nha các bác nhé. Đấy, giá 8 triệu 700 nghìn đồng.
đó. Quy Sài Gòn loại 1 100%, bên em không bán hàng loại 2, anh em cứ yên tâm. Đó. Tay cầm nhựa khớp gấp vuông bán chữ A. Đấy, 8.700.000 đồng một cây FXQR lỗ các bác ạ. Đấy, giá rất chi là hợp lý. Và tiếp đến là một cây K2 nhé. Tiếp đến là một cây FXK2, giá là 6 triệu. Đấy, cũng giảm giá luôn thôi anh em, 6 triệu này. Cực kỳ đẹp, cực kỳ là hợp lý, cành tê cao Hồng Kông. Cái bộ hơi thì là đang sử dụng van cái két đã độ lại form nhựa Bách của Đức mà xếp lại lò xo đĩa cho anh em. Anh em thích lên cái lò xo đĩa Muya của Đức thì em cũng sẽ hỗ trợ lên cho anh em. Đấy, giá của em này là 6 triệu. Đấy, bình đi tròn nhé các bác nhá. Kính Discovery VTR 3-12x42 AOE. Đấy, có hỗ trợ đèn đồng tâm. Đấy, báo giá luôn cho anh em, trực tiếp cho anh em như này cho nó dễ. Đấy, anh em thuận mua thì vừa bán, làm việc nhanh nhất có thể các bác nhá. Đó, 6 triệu cây FXK2. Và đây là cây Kono U cấu hình tầm trung, 4.900.000 đồng. Đấy, 4.900.000 nha các bác nhá. Đấy, Kono U 4.900.000 đồng. Đấy, hôm nay giảm giá kịch sàn cho anh em đây. Đấy, nhà không có gì ngoài súng đây, lắp ráp lên để giả hàng khách. Đó. Tay cầm gỗ liền khối, kính Discovery VTR 3-12x42, van cricket. Đấy, đã xếp lại lò xo đĩa và thay form nhựa rồi. Bình đi tròn 0.35 kết hợp với khớp U cricket. Đó, giảm thanh sumo phi 35, có hai mảnh, gồm có hai mảnh. Đó, 4.900.000 đồng nhé các bác nhé, 4.900.000 đồng. Đấy, các bác không nghe nhầm nhé, 4.900.000 đồng, giá cực kỳ là êm. Đó, tiếp theo thì là một cây quy sói, một cây quy sói tay báng gỗ liền khối, nó van đờ đem 7075. Đấy, van đờ đem 7075 này. Đấy, ngày hôm nay thì là bán cho anh em là giá 7 triệu. Đấy, bình đi tròn FX quy sói lắp tay cầm báng liền khối đây, rất chìa đẹp. Đó, 7 triệu nha các bác nhá, 7 triệu. Đó, hôm nay thì là đấy, giảm giá cho anh em. Riêng về condo, condo talon hay là condo thẳng dài. Đấy, thẳng dài 4.2 triệu. Đấy, riêng về dòng Z thì là 4 triệu. Đấy, giảm giá cho anh em kịch sàn luôn cho anh em chơi Tết này. Đấy, hôm nay chơi lớn luôn này các bác nhá. Đó, thì anh em là có nhu cầu mua hàng cứ nhấc máy lên alo cho em Hoàng Anh nhá. Đấy, thì là anh em xem thì có thể là cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh cũng như là nhấn một nút chuông để liên tục được cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em các nhá, các bác nhá. Rồi, cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong cái clip tiếp theo.